Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, còn gọi là Tuấn Phò Mã, để điều tra về tội đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi là Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36. Trước là một tài xế ô tô, hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok hay YouTube xuất hiện rất nhiều clip của Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn vò mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đang nói trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn vò mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của Tuấn phò mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Kênh TikTok của Tuấn phò mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo dầu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy nhưng theo tìm hiểu, người dưng là Tuấn phò mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông. Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, theo tìm hiểu, Hoàng Đình Tuấn quê Thanh Hóa từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn quê Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mạng xã hội TikTok, Facebook thì còn một website www.tuấnphòmã36 ghi là hộ kinh doanh TPM Shop với thông tin liên hệ là số điện thoại di động và dẫn nguồn tới fanpage Tuấn Phò Mã 36 tới mạng xã hội Facebook. Trên website này cũng bán đủ các sản phẩm máy cạo dâu, mũ cối, sim, bảo hiểm các loại. Nhưng khi gọi điện vào số điện thoại trên website thì có một người đàn ông nói là nhân viên của anh Tuấn Phò Mã 36 và đó là điện thoại của anh Tuấn nhưng mới đi ra ngoài có mua hàng họ sẽ ship sản phẩm cho, còn các việc khác thì tí sẽ nói anh Tuấn gọi lại sau, sau đó không thấy người này liên lạc lại. Ngày 6 tháng 3, Công an thành phố chính thức có thông tin về vụ việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, nói mình là cháu gái Bộ trưởng Bộ Công an. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, trên phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một nữ tài điều khiển xe Kia Sentos biển kiểm soát 30H119XX được cho là đã không cẩn thận và va chạm với nam thanh niên chạy xe máy Dream, biển kiểm soát 30Z568XX. Khi nam thanh niên gõ cửa xe hỏi chị đi kiểu gì thế, bất ngờ nữ tài xế đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định tấn công nam thanh niên. Khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu gái của một bộ trưởng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt giải quyết và khuyên ngăn hai bên tuân thủ pháp luật và ứng xử có văn hóa. Đáng nói, khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an và gọi công an là thằng. Hành động này đã gây khó chịu cho tất cả mọi người chứng kiến nên người dân đồng loạt chặn đầu xe yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế tại nơi xảy ra sự việc. Ban đầu xác định người điều khiển ô tô là chị LHT ở quận Tây Hồ Hà Nội và người điều khiển xe máy là anh NVA ở quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên lít khí thở, anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Cùng với đó, chúng tôi cho test cả ma túy, nhưng người này âm tính với ma túy. Vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay. Về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của nam thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô. Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông để tránh tình trạng xô xát không đáng có. Chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe sau khi xảy ra vụ việc một số trang mạng xã hội đưa tin chị lht tự xưng là cháu của bộ trưởng bộ công an lực lượng chức năng đã xác định chị lht không có bất kỳ quan hệ gì với bộ trưởng bộ công an hiện phòng cảnh sát giao thông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật Sáng mùng 6 tháng 3, theo thông tin từ cơ quan chức năng công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi xảy ra trên địa bàn bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Theo nội dung vụ việc, khoảng 19 giờ 15 ngày 5 tháng 3, tại bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Lò Thị L, sinh năm 2003, trú tại bản phiên áng đối tượng gây án được cơ quan công an xác định là Lo văn sươm sinh năm 2001 trú tại bản nậm há xã nong hẻo huyện sin hồ trước khi gây án đối tượng mặc áo kẻ màu đen quần bò màu đen đi dép màu đen sau khi gây án đối tượng này đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã nậm sỏ nghi chạy sang huyện sin hồ hiện lực lượng công an huyện tân uyên đang tập trung truy bắt đối tượng gây án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị người dân cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm nhận dạng như ảnh để phục vụ tiến trình điều tra sớm bắt giữ đối tượng gây án. Đầu mối tiếp nhận thông tin như sau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Vũ Tiến Văn, số điện thoại 0915 484838, Công an huyện Tân Uyên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, số điện thoại 0977 866 999, người dân có thể nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Liên quan đến một vụ án mạng khác xảy ra tại Quảng Ninh, mới đây thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Bắc Sơn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, quần chúng nhân dân đã báo cáo cơ quan chức năng Việc phát hiện một nạn nhân nữ đã tử vong tại nhà đối tượng Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đã khẩn trương vào cuộc, bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Bùi Thị Dê, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, chỗ ở hiện nay là phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nạn nhân có quan hệ tình cảm với Đồng Xuân Điệp. Ngay sau đó, Công an phường Bắc Sơn và lực lượng chức năng đã truy bắt được Điệp khi đối tượng này đang lẩn trốn trong bụi cây tại tổ 16 khu 7 phường Bắc Sơn. Theo lời khai ban đầu của Điệp, thì đối tượng có quan hệ tình cảm và sinh sống với nạn nhân như vợ chồng. Khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 3, tại nhà của Điệp, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng đã dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu chị Dê. Khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Điệp đã dùng xe máy bỏ trốn khỏi nhà, nhưng đến đoạn đường thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, đối tượng bị ngã xe máy nên đã lẩn trốn vào bụi cây. Hiện lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.